Đây có con Seiko này. Con Seiko này là đường kính là 42 nhá, dạ quang. Cơ cót tay, hàng nội địa Nhật Bản. Hàng nội địa Nhật Bản. Đây, con này là SARV004. Giá của nó là 29700 yên Nhật nhá, đã có thuế rồi. Chịu nước là 100m. Dây dummy này em nhá, dây dummy này, cơ cót tay này. Đấy, mặt sau của nó đây. Hình như là con này giá khá là hợp lý rồi. Khá là hợp lý để cho em chọn. Đấy, nếu mình chọn thì bảo anh gửi về cho. Rất là đẹp đúng không ạ? Sáng.